Kính thưa quý vị, phim Mary Poppins được thực hiện trở lại với Emily Blunt tên từ New York. Hãng phim Disney tiếp tục đi theo lối mòn khai thác kho tàng nhân vật gần như vô hạn của họ bằng các bộ phim thực hiện mới trở lại đây. Lần này nhân vật được yêu chuộng nhất là Mary Poppins sẽ một lần nữa trở lại màn bạc với Emily Blunt và Lin-Manuel Miranda trong bộ phim mang tên Mary Poppins Returns. Phim này theo lịch trình phát hành vào ngày Giáng sinh năm 2018 và Blunt sẽ đóng vai chính Mary Poppins, vai diễn từng tạo tên tuổi cho Julie Andrews trong Mary Poppins của năm 1964. Mary Poppins được viết dựa trên sách truyện trẻ em phổ biến bởi tác giả P.L. Travers. Phần phim mới lấy bối cảnh tại London 20 năm sau khi tập phim đầu tiên ra và nối tiếp mạch truyện cũ, đồng thời xoay quanh những cuộc phiêu lưu của cô gái chăm sóc trẻ nhỏ nhiễm màu đi lại bằng dù với gia đình của nhà Banks. Quay ngược thời gian trở về năm 1964, lần đầu xuất hiện Mary Poppins đã đạt kỷ lục phòng vé khi thu về 100 triệu Mỹ Kim, mang về 5 tượng vàng Oscar, trong đó một danh hiệu nữ diễn viên xuất sắc nhất cho Julie Andrews.